Xin chào mọi người, mình là Thái, thành viên của BD Solution. Ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện giới thiệu đến mọi người cách để thực hiện một bubble chart để giúp cho mọi người có thể trực quan hóa dữ liệu thông qua kích thước và màu sắc của các hình tròn ở đây. Ví dụ trong trường hợp ngày hôm nay thì mình đang thực hiện trực quan hóa dữ liệu về doanh thu và lợi nhuận của các nhóm sản phẩm mình đang kinh doanh. Ở đây thì mọi người có thể thấy mình đang có các hình tròn có kích thước và màu sắc khác nhau. Qua bubble chart này thì mình đang trực quan hóa dữ liệu về doanh thu thông qua kích thước của các hình tròn. Những sản phẩm có doanh thu lớn thì đang được tượng trưng bởi những hình tròn có kích thước nó lớn ở đây. Và ngược lại, những sản phẩm có doanh thu nhỏ hơn thì đang chính là những hình tròn nhỏ hơn ở đây. Và tiếp theo thì lợi nhuận mình đang tượng trưng cho hai nhóm màu chính ở đây, đó chính là màu xanh dương và màu cam. Những sản phẩm có lợi nhuận dương lớn không thì đang chính là những hình tròn có màu xanh dương ở đây. Và ngược lại, những sản phẩm có lợi nhuận âm thì đang chính là những sản phẩm có những hình tròn và màu cam ở đây. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện giới thiệu được các bạn cách để thực hiện một bubble chart như thế nào. Đầu tiên, để thực hiện bubble chart, mọi người sẽ chọn dạng biểu đồ, đó là dạng circle. Tiếp theo, để hiển thị cho các nhóm sản phẩm mà mình có, mình kéo tiếp phần subcategory trong thẻ label. Sau đó mình muốn hiển thị số liệu kinh doanh về doanh số, mình sẽ kéo phần thẻ sale này vào trong size. Sau khi kéo sale vào trong thẻ size thì mọi người có thể thấy ở đây nó đã có ra cho mình các hình tròn khác nhau tương ứng các doanh thu khác nhau của các nhóm sản phẩm. Ví dụ như phone đang có doanh thu là hơn 330.000. Còn table là hình tròn có kích thước nhỏ hơn thì doanh thu của table đó chính là 206.966. Và tiếp theo, mình muốn phân loại là những nhóm sản phẩm nào đang có lợi nhuận dương hay lợi nhuận âm. Mình sẽ thực hiện kéo tiếp profit vào trong thẻ color. Sau khi kéo profit vào trong thẻ color thì đây nó đang chia ra cho mình hai nhóm, đó là những sản phẩm có lợi nhuận lớn không, chính là những vòng tròn có kích thước và màu xanh dương ở đây. Tiếp theo, những sản phẩm có lợi nhuận âm thì đang có màu, đó là màu cam ở đây. Và các bạn có thể hoàn toàn tùy chỉnh những cái màu sắc này theo ý thích. Các bạn có thể vào thẻ color, bạn chọn edit color. Ở đây có rất nhiều những cái màu để cho các bạn chọn. Ví dụ như mình muốn chọn màu xanh dương và màu đỏ thì mình sẽ chọn red and blue. Okay. Như vậy mình đã hướng dẫn cơ bản cách các bạn thực hiện một bubble chart như thế nào. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Xin cảm ơn.